Kính chào quý vị, chúng tôi là Ái Hiền và Kiều Trâm. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với bản tin buổi tối vào tối thứ năm ngày 20 tháng 12. Và thưa quý vị, ngay sau đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Putin cáo buộc Trump làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Người dân Sudan biểu tình phản đối tăng giá bánh mì. Congo công bố hoãn bầu cử tổng thống. Dow Jones mất 350 điểm sau khi Fed cho tăng lãi suất. Tòa Bạch Ốc tuyên bố Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Syria. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những bản tin liên quan đến thế giới và Á Châu, mở đầu phần tin thế giới đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Putin cáo buộc Trump làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Năm ngày 20 tháng 12 cáo buộc Hoa Kỳ làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân bằng cách dọa từ bỏ một hiệp ước kiểm soát chiến tranh hạt nhân và từ chối đàm phán về một hiệp ước khác sắp hết hạn. Theo đó, thì Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987, trong đó cấm Moscow và Washington lập trạm các tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung ở Âu Châu. Phản ứng trước tin này, Putin nói trong cuộc họp báo với hàng trăm phóng viên rằng động thái này nếu nó xảy ra sẽ có những hậu quả khó lường. Ngoài ra, một hiệp ước khác của Hoa Kỳ và Nga, hiệp ước New START, giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai mỗi bên có thể có, sẽ hết hạn vào năm 2021. Putin nói rằng Washington dường như không quan tâm đến việc thảo luận về tương lai gia hạn của hiệp định này. Người dân Sudan biểu tình phản đối tăng giá bánh mì. Hàng trăm người biểu tình đã xuống đường ở ngoại ô thành phố Atbara của Sudan hôm thứ Năm, ngày hôm nay 20 tây tháng 12, hô vang khẩu hiệu chống chính phủ, truyền thông quốc tế cho biết. Ngày trước đó, một tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố tại thành phố hôm thứ Tư ngày 19 tây tháng 12, sau khi hàng trăm người phản đối việc tăng giá và tổ chức đốt trụ sở địa phương của đảng cầm quyền. Hàng chục người cũng phản đối việc tăng giá tại các thành phố Dongola và Al-Qadarif hôm thứ Năm. Được biết, một quyết định giảm trợ cấp bánh mì hồi đầu năm nay đã gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc sau khi giá bánh mì trở nên cao gấp đôi. Hiện Sudan đối mặt với tình trạng lạm phát ở mức là 69% và tình trạng thiếu nhiên liệu và bánh mì nghiêm trọng. Cả hai ngành sản xuất vốn đều được chính phủ trợ cấp, đã buộc người dân ở thủ đô và các thành phố khác phải xếp hàng, chờ đợi tại các tiệm bánh và trạm xăng. Congo công bố hoãn bầu cử tổng thống. Hội đồng bầu cử Cộng hòa Dân chủ Cộng hòa Congo đã nói với cử tri rằng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới dự kiến vào ngày 23 tháng 12 sẽ không diễn ra. Một trong những cử viên cho biết sau khi tổ chức một cuộc họp với Ủy ban bầu cử độc lập quốc gia CENI vào thứ Năm ngày 20 tháng 12. CENI đã triệu tập các ứng cử viên tới một cuộc họp tại Quốc hội sau khi báo cáo phương tiện truyền thông về sự chậm trễ. Ứng cử viên Theodore Goy, người có mặt tại cuộc họp, nói rằng Chủ tịch CENI Cornelly Naga tuyên bố rằng Ủy ban chưa chuẩn bị đủ về mặt kỹ thuật để thực hiện cuộc bầu cử như dự kiến vào Chủ nhật. Trong khi đó, đại diện ứng cử viên đối lập chính lãnh đạo đảng UDPS, ông Felix Tshisekedi Chakwaman Shabani, cho biết CENI đã đổ lỗi cho vụ cháy để giải thích sự trì hoãn này. Xin nhắc lại, nhiều lá phiếu đã bị mất trong vụ hỏa hoạn tại kho CENI vào tuần trước. Hơn 1.000 người ký kiến nghị đòi kiện chính phủ Pháp vì vấn đề biến đổi khí hậu. Hơn 1 triệu người đã ký một bản kiến nghị vào thứ Năm ngày 20 tây tháng 12 tại Pháp để ủng hộ việc kiện chính phủ Pháp về vấn đề biến đổi khí hậu 48 giờ sau khi bản kiến nghị này được công bố. Theo đó, 4 tổ chức phi chính phủ hoạt động vì môi trường đã công bố vào thứ Ba, 18 tây tháng 12 vừa qua. Họ đang tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý chống lại nhà nước Pháp vì chính phủ này không hành động đối với biến đổi khí hậu và không tuân thủ các cam kết quốc tế giải quyết vấn đề. Quỹ vì thiên nhiên và nhân loại Greenpeace France, Nude Affair of Tooth of Form France nói rằng nhà nước Pháp không ngăn chặn và bảo vệ công dân của họ khỏi những rủi ro của sự nóng lên toàn cầu.
Theo bốn tổ chức này, chính phủ có 2 tháng để trả lời trước khi họ đưa vụ việc ra trước tòa án hành chánh. Tại một cuộc họp báo ở Paris, các tổ chức phi chính phủ cũng nhấn mạnh rằng một tòa án Hà Lan đã ra lệnh cho chính phủ Hà Lan phải làm nhiều hơn để chống biến đổi khí hậu, yêu cầu họ cắt giảm khí thải nhà kính nhanh hơn so với kế hoạch để đảm bảo mức khí thải năm 2020 phải xuống thấp hơn 25% so với mức năm 1990. Nạn đói tiếp tục lan rộng ở Yemen do hệ thống ngân hàng chia cắt. Ngân hàng Trung ương Yemen bị tách thành 2 trụ sở đối đầu nhau vì sự chia cắt bởi chiến tranh đã trở nên chậm chạp trong quy trình nhập cảng thực phẩm cần thiết để ngăn nạn đói lan rộng. Tin Reuters cho biết Ả Rập Saudi đã đồng ý vào tháng 7 cho vay 2 tỷ Mỹ Kim cho văn phòng ngân hàng Trung ương ở cảng phía nam Aden, trụ sở của chính phủ do Riyadh hậu thuẫn, để giúp tài trợ cho nhập cảng hàng hóa cơ bản. Như một tài liệu của Ngân hàng Trung ương Aden lưu hành vào tháng 11, được Reuters chứng thực nói rõ ràng mới chỉ có hơn 170 triệu Mỹ Kim được phép thanh toán. Trong khi đó, thì Phó Thống đốc Shokeb Hobeshi nói với các phóng viên tuần trước rằng tổng số tiền đã tăng lên 340 triệu Mỹ Kim, nhưng không rõ họ đã hỗ trợ được bao nhiêu công ty muốn nhập cảng thực phẩm. Được biết, phe Hodeida vốn xử lý 70% nhập cảng hàng hóa thương mại và viện trợ của Yemen. Xong thì chiến tranh khốc liệt đã làm gián đoạn nguồn cung cho 15.9 triệu người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng ở quốc gia nghèo khó 30 triệu dân này. Sang phần tin Á Châu cho biết Trung Cộng phản đối luật đối ứng Tây Tạng của Mỹ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết Trung Cộng kiên quyết phản đối Hoa Kỳ trong việc ký kết một đạo luật liên quan đến Tây Tạng, cho rằng Hoa Kỳ đang can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Cộng và sẽ có những hành động mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của mình. Hôm thứ Năm, ngày 20 tháng 12 hôm nay, Huang Xunyin, phát ngôn viên của Trung Cộng, đã đưa ra nhận xét này tại một cuộc họp báo thường xuyên ở Bắc Kinh để đáp lại việc Tổng thống Donald Trump ký kết đạo luật tiếp cận đối ứng với Tây Tạng năm 2018, một hành động nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận Tây Tạng cho các nhà ngoại giao, nhà báo và khách du lịch. Theo đó, Hoa Kỳ từ chối quyền nhập cảnh đối với các quan chức Trung Cộng, được coi là có trách nhiệm liên quan đến vấn đề Tây Tạng. Tại cuộc họp báo, ông Hu còn cảnh báo rằng đạo luật này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ Trung Cộng và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình, chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin liên quan đến Hoa Kỳ.